Hello. Quên tôi món gì đây? Bố với mẹ em đây là làm món xúc xích khổng lồ này. Món gì? Bánh mì à? Bánh mì ba tê. À đây quên. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mọi người trở lại vụ kinh tiếp theo của gia đình nhà mình. Gia đình nhà mình hôm nay lâu lắm mình nhớ được nghỉ làm đây, trở lại với gia đình mình là như làm món như bánh mì kẹp xúc xích khổng lồ mọi người nhá. Đây chiếc bánh mì to khổng lồ mọi người. Ấy. Đấy mọi người, đây đây là thứ xúc xích nha mọi người. Đấy. Đây là rau sống. Sống mọi người nhá. Bây giờ đấy bây giờ mà mình anh nhóm lửa lên nhóm lửa như là nhà mình như là sẽ rán xúc xích. Rán xúc xích nhá. Mọi người chờ xem theo dõi gia đình nhà mình thực hiện cái món này. Đây. Đủ lắm đây, được nghỉ làm bây giờ lại chế biến món ăn mọi người. Đấy giờ mình nhắm lửa mọi người ạ. Bánh mì siêu to khổng lồ phải không? Đây là lần đầu tiên vợ chồng mình là chế biến món này, này không biết là có ngon hay không. Đấy mọi người nhóm lửa lên là cái dầu mà nó sủi lên là bắt đầu thả mọi người, mình sẽ cho dầu sẵn đây mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ bổ xúc xích ra này để dán lên, xong tí nữa kẹp vào bánh mì. Lần đầu tiên làm món này không biết là có thành công hay không. Chờ cho dầu nó sôi thì cho vào. Nếu mình cũng lửa cháy rồi mọi người đấy. Hôm nay thời tiết này nó cũng nóng oi, lại gió không như được cái giờ đang gió mát mọi người đấy, gió lửa tạt vù mọi người. Nhà mình nhà quê nên có cây sấu này, lợi dụng cây sấu ngoài vườn rất bóng mát mọi người. Đấy. Trời nắng nhưng mà ở vườn mình nó có gió. Vườn mình có gió, cây sấu cây giác, có cây cối nó râm mát. Mọi người hôm lại sắp chuẩn bị như là lại nghỉ như ngày gặt nghỉ gặt. Bây giờ là đang chỗ rồi. Người ta sắp nghỉ ngày lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 về. Nhiều người đi du lịch chú biết. Hôm nay là bao nhiêu rồi nhỉ? Nay 27. 26 27. Năm nay 30 mùng 1 tháng 4 nó vào thứ 7, vào thứ 7 chủ nhật hay sao? Thứ 7 chủ nhật. Ừ, thế học sinh thì chắc phải được nghỉ 4 ngày rồi. 4 ngày. Người ta đi du lịch các nơi, điều kiện để du lịch mát Sapa ấy chẳng hạn, người ta đi biển. Dầu đang sôi này mọi người, đấy là mình sẽ chiên xúc xích mọi người nhé. Cho vào. Đấy. Và bánh mì mình sẽ gạch ra để tí nữa xúc xích chín là dập vào đây. Xúc xích chín là mình kẹp vào trong này với lại rau ở trong này. Đấy xúc xích là nó vàng rồi mọi người đấy. Đó nó vàng rồi đấy mọi người. Ấy. Giờ mình sẽ cắt cái món này ra. Đấy lại chiên xúc xích đấy, lại tiếp tục cho vào mọi người nhé. Đấy. Mọi người ơi, mình bổ dưa chuột để tí nữa kẹp vào trong này. Lúc nãy suýt nữa thì quên mất dưa chuột. Cái bánh gì gọi là bánh gì
kiểu bánh mì pate trong đó có dưa chuột nữa thì nó mới ngon. Đấy, mình vừa chiên xúc xích xong rồi mọi người nhá. Đấy. Bây giờ là kẹp ở đây là để cho ấy là cho rau vào nữa. À bây giờ cái này thì anh xếp vào đây. Đấy. Để cho xúc xích đây mọi người nhá. Đấy. Đây là đầu này. Đấy, một lứa xúc xích mọi người. Đây đã là đây. Rồi mình cho rau vào mọi người nhá. Bây giờ cho rau. Rồi, rau thơm à. Rau sống. Đấy. Nhìn nó hấp dẫn này, chắc nó ngon này. Mình sẽ cho cơm ướt vào mọi người nhá. Để cho cơm ướt vào mọi người này. Đấy. Cho mình chẳng biết gọi là cái gì. Ô mai à? Hay phải ô mai. Cái gì có chữ kìa. Nhìn hấp dẫn nhỉ. Mọi người ạ, mình gia đình mình vừa làm mấy cái mì xích siêu to khổng lồ xong nhớ nhà mời mình mì pate nhà mời mọi người thưởng thức gia đình mình nhé. Đấy, cắt thế này cái miếng này nó không được. Vậy anh em phải cái cắt nó có trong nó có cả nhà nhân ở bên trong. Thế này cắt thế này. Đấy, nhà mời. Bánh mì siêu to khổng lồ. Mời mọi người nhá. Mời Dương nhá. Ngon không? Mấy anh ngồi hẳn quá. Ừ, ngon rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon không? Ngon. Ngon mừng ạ. Là mình đây nếu mà cứ mọi cứ ăn sáng cứ dậy sớm mới làm này ăn sáng làm phải không mọi người ạ? Mình làm đấy ăn ngon không ạ? Ngon mọi người ạ. Gia đình có 2-3 người sáng làm một cái này mọi người ạ. Nhân nhiều quá mọi người nhỉ. To quá. Này nhà mình cứ sáng nó chỉ cần làm một cái này là ăn đủ cả nhà luôn. Lần đầu tiên là tự hai vợ chồng mình làm ấy. Đây là con gái mình hôm nay là 4 giờ mới đi học là nó quay với cu đi đâu nhỉ? Với cu đâu ạ? Quá mọi người, rồi nhiều tiền quá. Mình cho nhiều nhân quá nên là nó bị vỡ ra. Ngon nhỉ.
này chắc ăn một khoanh này chắc no. Xúc xích thì mình làm ăn ăn ngay nóng. Mình cho nhiều nhân hơn đấy, mua nhỉ, mua người ta cho ít nhân mà người ta thái mỏng lắm. Có người ta bán là thái mỏng dính ấy, không được bao nhiêu nhân, mình cho này nhiều nhân ăn ngon phải. Quá mừng ạ. Dừa tươi ăn rất giòn mọi người ạ. Biết cu sắp về chưa? Và đấy thưởng thức vợ chồng mình làm thôi mà. Vợ sắp về. Như rau cắt này. Như rau cắt này. Cái này, này là mới được cả nhân. Ngon mọi người ơi. Được rồi. Tôi nhiều nhân quá. Nhiều nhân. Rơi cả ra ngoài. Rơi cả ra ngoài mọi người. Hello. Quên tôi món gì anh? Bố với mẹ em đây là làm món xúc xích khổng lồ đây. Món gì? Xúc xích bánh mì à? Bánh mì ba tê. À thấy quên mất bảo xúc xích. Chào các bạn nhá. Làm không vậy? U. Làm miếng. Đâu ăn miếng nào? Đây mời con trai miếng cho mà bố mẹ làm tay nghề thế nào? Ngon không? Bố mẹ làm từ bao giờ đây? Bố mẹ vừa làm xong đây. Vâng, ngon. Chào các bạn nhá. Hôm nay thì mình bận đi cắt cái kính các bạn ạ. Của mắt mình cho nó chỗ này mình nhìn nó kiểu nó bị mờ ấy, mình đi mới cắt cái kính về các bạn nhá. Nên thế đây được cái món là gì nhỉ? Bánh mì hả bố? Bánh mì kẹp xúc xích à? Bánh mì kẹp xúc xích. Món này to khủng lồ ạ. Ok, mình xin mời các bạn ăn nhá. Món này bố mẹ làm lâu chưa? Ủa thơm ấy nhỉ? Vừa làm mà vẫn nóng này. Xúc xích vẫn còn nóng này. Bố ăn cái này. À ngon phết nhỉ? Ngon không? Ngon. 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 Đó. Hôm nay nóng mắt các bạn, đi cắt kính về nóng mắt các bạn. Kiểu đợt này kiểu mắt mình kiểu nó bị cận cánh trước ấy, nhưng mà mình không đi cắt kính à. Hôm nay ra mới cắt được kính. Theo mà thấy rõ hơn không? Rõ hơn chứ. Kiểu lúc mình bỏ ra kiểu đi đường không thấy gì được các bạn ạ. Đi đường nhìn hầu như nhìn đèn đỏ hay nhìn cái biển các thứ hầu như không đọc được chữ mới thấy à. Nên mờ, là nó mờ hả? Nó mờ quá. Nó mờ lắm. Nhưng mà đeo vào thì nó rõ hơn em. Bao giờ kính cắn. Hết hơn 500 nghìn. Thế là cả tiền người ta khám rồi. Cả nó khám rồi. Nhưng mà bác con cận lâu rồi. Hôm nay về được luôn cái món bánh mì này ngon quá các bạn. Đấy. Ngon. Ngon là hai bố mẹ. Bố mẹ lần đầu tiên làm. Hôm nay bố với mẹ mình chế biến món này ăn được. Ngon. Ngon quá. Bố mẹ cho nhiều nhân đúng không? Nhà quán nhiều người ta làm người ta cho ít lắm là người ta thái mỏng đấy, nó không được bao nhiêu. Xúc xích là xong dòng. Đó. Ngon. Giờ ăn nóng ăn ngon. Mát. Mát. Ngon. Vừa. Đang đó các bạn. Được ngay món bánh mì ngon. Tuyệt vời. Buổi sáng nhà mình làm một cái này là cả nhà mỗi người một khoanh là đủ ăn sáng. Mẹ thử ra rồi. Chắc mấy mẹ không cận thì mẹ không đeo không giờ rồi. Mẹ không cận đeo vào chắc rồi. Đeo hết không? Đeo vào chóng mặt lắm. Mẹ đeo chóng mặt. Thế mẹ không bị cận, nếu mà cận thì cận thì đeo vào chóng mặt ngay. Nhưng mà không cận ấy, đeo chóng mặt mà. Còn cận đeo kiểu nó rõ hơn, nhìn rõ mà. Ngon. Nấu tức. Xúc xích xúc xích mình
Nhà mình cứ làm bánh mì đấy kiểu đấy, thái miếng to mọi người ạ. Mua ngoài kia. Quán mì dần thái mỏng lắm, chỉ được ít dưa chuột cái làm thái mỏng. Người mình làm ăn mình thấy dài này. Cái dài này bố mẹ ăn này, thế các quay. Bố mẹ quay lâu không chưa? Quay một lúc rồi. Hôm nay tại vì hôm nay Huyền nó được nghỉ học đúng giờ nó mới đi học, vâng. Nó quay cho. Là bố mẹ. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Sao các bạn mình có thời gian lâu rồi em? Chả biết bao thời gian rồi không? Ngái. 8 phút rồi. Ừ, chắc bố chào các bạn chắc là hết. Vâng. Mọi người ạ, cái video này của gia đình nhà mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả mọi người và hẹn lại mọi người vào lần sau. Chúc mọi người một ngày nghỉ vui, mạnh khỏe, hạnh phúc gia đình. Xin chào mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Mọi người đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nhá. Gia đình mình cảm ơn.